Xin chào mọi người, hôm nay Thảo ăn gà luộc nha. Rồi bây giờ mình xét cái đùi. Gà này gà dai nha mọi người. Wow, cái da gà này ăn rất là ngon luôn. Rồi, Thảo xin mời mọi người nha. Chấm vô. Chấm vô cái sốt này. Chấm cho ngập luôn nha mọi người. Bưng lên đi ăn cho nó dễ. Rồi, mời mọi người nha. Rất là ngon nha mọi người. Cái nước sốt này là giống như là kiểu như nước mắm chua ngọt vậy đó, mà mình pha kẹo á. Xuất sắc. Ăn dưa leo, có dưa leo. Gan gà nha, họ có gan gà với mề gà. Mì gà. Quá ngon luôn. Cái gà dai này á mọi người ăn á, cái da nó ngon dữ lắm.
Gan gà, mê gà. Này ngồi gai nha mọi người. Cái cánh nha, ăn cánh cho bay. Tháo cái đùi, cái cánh là đã chưa, ăn hết con là không nổi nha mọi người, không thể nào ăn nổi hết con. Xuất khẩu là nhiêu đó thôi. Cay cay mà ngon. Quá đã, quá đã. Wow, cay quá. Rồi, video Hảo kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người nha. Hảo chào tạm biệt. Bye bye.